Vâng, em xin chào tất cả các bác nhé. Thì trong video hôm nay em lại có ít hàng thanh lý em đăng lên các bác đây. Đây, cái loại siêu rẻ đấy nhá. Cái này thì siêu rẻ luôn. Đấy, cái này chỉ có 55k thôi. Cái này 145k. Đấy, hàng thanh lý nhá. Đó, về em lại có em lại đăng lên. Đấy, ngoài những loại này ra thì những loại khác em có đầy đủ. Đây là siêu nhạy nhá. Đấy, siêu nhạy hôm trước nhiều thì hôm nay chỉ còn vài cái này thôi. Đó. Còn đây là cái cốc đại này. Các loại 3 pha, nói chung có đầy đủ hết, anh em cần loại nào cứ liên hệ với em thôi. 1 pha, 3 pha, 3 pha, 4 cực. Cassette lan truyền, khởi động từ. Anh em cần loại nào là có hết nhá. Đấy, thì vào video chi tiết em giới thiệu anh em. Đây là cái dòng áp vẫn như mọi khi đây. Đây là cái loại 30A dòng dò 15. Đấy, cái này là cái siêu nhạy. À xin lỗi anh em, cái này là cái mẻ cạnh. Mẻ cạnh đây nhá. Đây, như thế này là mẻ cạnh đây. Đó. Có thể em nói lại thì có anh em khác biết rồi, có anh những người mới xem thì chưa biết nhé. Thế đây, cái này là cái mẻ cạnh một xíu đây nhá. Đấy, xíu xíu tí. Đấy, bên đây thì cái không mẻ cạnh đây. Đấy. Không mẻ cạnh đây nó vuông, còn kia nó sứt một tí này. Đó. Thì đây, anh em nhìn này. Đấy, nó chỉ bị tí này thôi. Đó. Không ảnh hưởng gì nhé. Đó, chất lượng thì đương nhiên như nhau rồi và bảo hành đều như nhau. Đó. Có cái thì sứt 1, có cái thì sứt 2. 30A dòng dầu 15. Nắp thì rất chỉ an toàn. Đó. Rất đẹp anh em nhé. Mitsubishi. Đó. Chiếc nào tự nhiên chiếc nào thôi. Đều rất đẹp nhé, đều như nhau luôn. Cái này thanh lý chỉ là do mẻ cạnh thôi chứ còn chất lượng vẫn như nhau. Tuyệt vời luôn anh em nhé. Đây. Cái này cũng vậy này, cũng mẻ một bên một xíu này. Đây, cái này cũng vậy. Đấy, để trong quá trình nó bị chèn là nó có thể là nó bị vào bên đâu là nó bị sứt nhẹ như thế. Đây như cái này thì nó bị sứt nhẹ phía trên thôi. Đó, chất lượng thì không thay đổi, vẫn như vậy. Đây anh em này. Đấy, cái này không bị sứt bên dưới nữa mà lại sứt bên trên. Đó. Cái này anh em lắp chia khu vực này, máy bơm điều hòa này, bình nóng lạnh này. Đấy, hay là chia ra các khu vực đều thoải mái nhé. Đấy, loại này thì rất nhiều anh em thích vì nó dòng dò nó 10 năm. Đó. Thì cái này em đang bán giá là 55k anh em nhé. 55k một chiếc. 55k có một chiếc chống giật rồi thì còn Nhật rồi thì quá an toàn. Quá rẻ để có thể đã sở hữu một cái chống giật. Đó, trong gia đình em có thể sử dụng chia làm 2-3 khu vực, cái nắp 2-3 cái này là cũng đã yên tâm hơn rồi. Đó. Rồi, tiếp theo em sẽ giới thiệu anh em sang dòng chống giật cốc đại. Đây, chống giật cốc đại đấy nhá. Đấy, thì cái cốc đại này cũng như cái cốc nhỏ kia. Nhưng nó là cái có thể nắp tổng của gia đình. Với công suất nó lớn hơn. Đây anh em nhé. Đó. Cái này mẻ cạnh đây. Đấy, mẻ cạnh đây. Bên đây thì nó không sao này. Đó. Như cái này nó mẻ cạnh mé này nhá. Đấy. Đấy anh em nhìn này. Anh nhìn không thấy đâu nhá. Đấy, nhưng khi nghiêng cái này thì anh em mới nhìn thấy. Đó. Bên đây thì nó không bị này. Cái dòng 40A này anh em có thể nắp tổng hoặc có thể chia nhánh khu vực được nhé. Đó. Nắp tổng chia nhánh khu vực được.
Đây, cái này mè cạnh bên dưới này đây. Cái dòng này nó thiết kế bằng cái nhựa phíp cứng nhá, nhựa phíp cứng. Nhựa phíp cứng nó giòn, đây anh em nhìn này. Đấy, nó mẻ ở cạnh đây. Đấy. Cái này nó còn, đây cái nhựa chỗ này cái nó gãy cực phát. Thế là nó hỏng. 4 mè này anh em có thể nắp tổng cho gia đình sử dụng lượng thiết bị điện vừa phải nhé. Còn nhà nhiều thì sử dụng cái amp lớn hơn. Đó, thì đối với cái 40A tổng loại này thì em đang bán là 145k nhé. Giá trên là chưa bao gồm phí vận chuyển. Cái hàng thanh lý này thì em bán là giá nó quá thấp rồi. Giá như cái hàng đẹp của nó không bị mẻ cạnh còn nguyên. Còn nguyên cái chỗ này. Đấy, thì nó có giá là 190k nhé. Đấy, chất lượng thì y như nhau. Nó chỉ mỗi cái là nó bị sứt cạnh thôi. Đây, cái này nó bị sứt bên mé tay trái này nhé, góc trái, trên bên trái. Đó. Để nút test nhé, để nút báo nguyên nhân áp nhảy. Nếu trong trường hợp nó nhảy xuống này, đấy, mà nó cái lúm này nó vẫn chìm bên dưới này, thì đấy là do bị quá tải, chạm chập điện nhé. Còn trong trường hợp cái này nó bị nhảy dưới một cái lúm nó nhô cao lên. Đấy thì nó bị là giò điện, những điện giật là nó nhảy nhá. Đó nhìn vào đấy thì mình biết nguyên nhân có áp nó nhảy hay không. À nguyên nhân có áp nó nhảy là do lý do gì. Đó. Ở đây thì trong video hôm nay thì em giới thiệu qua như vậy thôi. Còn có rất nhiều các loại khác mà em đang có nhá. 150A 3 pha chống giật nhá. Sạc to đùng luôn. Một ký. Còn đây là các loại 40A 3 pha 160k nhé. Để cassette làm chuyển. Để 225A. Đó. Còn anh em dùng khởi thì có đây nhé. Đó, có khởi luôn. Đầy đủ các loại. Khởi này. Đây khởi đây. Đấy. Khởi 10, 11, 13 120k. 35A thì có 350 và 360 nhé. Có Fuji và Mitsu. Đấy, cái này có khởi 35, khởi một cái. Đây cái này là của thằng Fuji Electric. Đó. Nói chung có nhiều loại, anh em cần loại nào thì ới em thôi. Đây cái khởi này 20-21 anh em nhé. Đấy, đuôi nhiệt này. Đây 15A 3 pha nhé. Anh em về lắp cho máy. Cái này em, đợt này em để cho anh em giá là 125k nhé. 125k. Có cả 3 pha 4 cực. Mitsubishi đây. Cực kỳ đẹp luôn. Cực kỳ đẹp luôn anh em nhé. Đó, đây. Quá đẹp luôn. Mitsu 4 cực 225A không chống giật 650k nhé. Đó. Còn đây là các dòng chống giật nhé, 100A này. Đấy, 75A này. 100A này. 390k anh em nhé. Còn cái 75 này thì 308. Đây 60A 3 pha thường nhé. Đó. 250k. À 240k anh em nhé. 240k. Nói chung là có nhiều loại. Cái này 125A nhé. Một ký 125A này. Cái này còn ít này để cho em giá là 300k. Anh em lấy liên hệ với em nhé.
Đây là 100A chống giật Mitsubishi trắng này. Đó, chỉnh dòng giò luôn. Đây là cái dòng 200A này. 200A Mitsubishi Bafa. Đó, anh em nhìn cầm bự chưa? Wow, cực dày luôn. Này xác tương ứng khoảng 2 kg nhé. 350k. Chống giật 150A này, Bafa này. 430k một chiếc nhé. Nào, em không kéo ra nữa. Còn đây là các dòng cũng cóc giật nhé, cóc giật đẹp. Khởi 200A của Hitachi đấy. Đấy, to đùng luôn. À, 400A MCCB 700K. Đó. Anh em lấy loại nào thì liên hệ với em nhé. Nói chung có nhiều loại này. Đây cóc đẹp đấy nhé. Cóc đẹp. Đó. Rồi, chào anh em nhé. Hẹn anh em video sau nhé. Thì hôm nay em giới thiệu anh em tạm thời một số loại như vậy. Anh em cần loại nào liên hệ với em, có khởi đầy đủ nhé, 1 pha 3 pha 3 pha 4 cực. Rồi, xin chào anh em ạ.